chào mừng các bạn đã quay trở lại với The King Favor. Bữa nay thì mình đang đi trên đường Phan Văn Mãn ở thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. Và chúng ta sẽ đang đi hướng này là hướng về Cần Giuộc này nọ. Đây là những đoạn đường mà hầu như là mình rất ít khi đi, và cũng có những tuyến đường là mình chưa từng đi bao giờ. Cho nên mình quyết định là bữa nay có dịp thì chúng ta đi cho biết. Đoạn này thì nhà dân hai bên đầy đủ hết rồi. Ở ngoài đây gió đã lắm, nhìn chạy như vậy thôi nè, nhưng mà gió thổi rất là mát luôn á. Chúng ta có một cái ngã tư cũng bự, có xe container chạy ngược lại, nhưng mà đường này đường lớn mà. Mình vẫn còn đang đi trên đường Phan Văn Mãn. Bên tay trái mình là người ta đang dựng rạp làm đám cưới. Ta dựng rạp làm đám cưới á. Ồ, gió lớn thiệt luôn á. Đang chạy vậy nè mà gió thổi ngược lại á, muốn quạt xe luôn vậy đó. Trước mặt mình là một cây cầu. Và hẹn gặp lại quý khách, chúc thượng lộ bình an. Đây là cầu Long Kim. Ồ, gió thiệt luôn á. Giờ phải giảm tốc độ lại một xíu, lên cầu gió lớn hơn nữa. Ồ, đoạn này có con lươn nha. Con lươn ở giữa. Để mình coi thử coi chúng ta có ra khỏi địa phận Bến Lức Long An chưa. Đây là qua Long Định rồi. Vừa qua cầu Long Kim là qua xã Long Định. Mình đang đọc cho nó cái bảng hiệu á, xã Long Định. Đường này hình như là chắc cũng mới vừa mở, nên thấy là đường rộng nè. Rồi nhà cửa người ta xây dựng cũng khang trang hết. Có khu đất đã không? Rào cái cửa lại luôn rồi. Khu đất lớn thiệt lớn luôn. Rồi để qua cái xe một cái. Rồi gió mát ghê luôn á. Mà gió hơi thổi hơi mạnh á. Đi mà trời gió như vậy thì mát, thoải mái, chúng ta không bị nóng. Tân tập 29 cây nữa. Đường đó hình như là vô khu công nghiệp. Vừa chạy vừa ngắm đường, do đường cũng vắng lắm, chạy cũng thoải mái. Ồ, có nguyên cái khu đất đã vô kìa, người ta làm cái hồ ở trong nữa.
Nãy giờ thì mình để ý là chỉ thấy người ta ghi địa chỉ là ấp tỉnh lộ tám mấy á, có một cái bảng hiệu là thấy có ghi tỉnh lộ mấy nhưng mà bị rớt mất mấy cái số còn lại rồi. Đường 830 à, vậy là đây là tỉnh lộ 830 đường tỉnh á. Hôm nay đi đúng cái dịp mà trời gió vô cùng lớn luôn. Bình thường là gió chỉ có một đoạn thôi, nhưng mà tới đây gió vẫn lớn. Vậy theo mình nghĩ là do khu này không có nhiều nhà cao tầng, với lại có thể là gần sông. Cái đó do mình nghĩ thôi, chúng ta có thể lên bản đồ coi lại cho chính xác nha. Chúng ta thấy được những lá cờ ngoài pháp phới luôn. Khu này người ta cũng có chỗ làm rẫy nữa nè. Rồi và cảng Long An đi thẳng quốc lộ 1 quẹo trái, bến phà Long Can quẹo phải, mình đi thẳng, anh quá đèn xanh là tranh thủ qua luôn, mọi đường lớn luôn nha, chạy thoải mái luôn á. Đây người ta chở cái gì vậy? Nhìn là giống chở trái cây mà gió về chạy nó đẩy ghê lắm á, có xe hơi lên. Để qua này cái mình nghĩ đây là đường mới mở rộng ha, nên ở đây đi thấy ở ngoài mặt tiền cũng không có nhiều nhà lắm. Đường mới rồi chắc là mới phóng ra lớn chạy đã. Rồi cẩn thận một xíu, có nhiều căn người ta xây mới, nhiều căn nhà xây mới đẹp luôn á. Ra đây là hết nhà nhiều rồi nè. Ra chỗ này là gần như là không còn nhà để che nữa, nên gió ghê gớm luôn. Đi ở những cái tuyến đường ở ngoài này thì cây cối nhiều, ít xe cộ nữa, cho nên mát mẻ lắm. Đất này là người ta xây tường wow lên hết rồi. Trước mặt mình là cầu Long Can. Như bắt qua một cái đoạn kênh hay gì á, thấy cũng không có lớn lắm.
trước mặt có một cái đoạn đường cong. Ở đây thì mình thấy là vẫn có đèn đường ở giữa cũng được. Ở đường cong này thì không có cái hàng rào, chạy không quen đường mà đi buổi tối quá tay là lạc ta lái luôn á, nguy hiểm ha, cong dữ lắm á. Trên trời có chim gì đó đang bay nữa nè. Coi coi có địa chỉ gì không, chưa thấy. Để coi chúng ta tới được địa phận của bên huyện nào rồi. Nãy giờ đang ngắm nhìn những cánh đồng. Đất đồng người ta thu hoạch rồi còn rơm không à. Nó khô cằn luôn rồi. Chỗ đó chắc không có được tưới nước, không có dẫn nước vô. Tới một cái ngã tư hay ngã ba để chạy lên coi. Thông thường sẽ là ngã tư nhưng mà chỗ này là người ta vẫn còn đang thi công, đang chảy nhựa nè, nhìn thấy còn ướt luôn, còn mùi dầu hắc luôn. Mình vẫn tiếp tục đi thẳng thôi. Ở đoạn đường này thì nhà dân người ta sống thường hay là cách xa mặt đường nhiều. Ồ, dưới này còn đang thi công, chưa có làm xong cái phần vỉa hè nữa nè. Đoạn này đang thi công, chưa gắn con lươn vô. Để coi
địa chỉ chúng ta tới đâu rồi. Ấp 1 xã Tân Trạch, huyện Cần Đước. Vậy là qua tới Cần Đước rồi đó. Bên tay trái mình là có trường tiểu học Tân Trạch. Đó là qua tới ấp 3 rồi. Có ủy ban nữa nè, ủy ban xã Tân Trạch. Có đèn mà. Đoạn đường này vẫn còn thi công. Bên trái là còn có xe đang đi chải nhựa nữa. Xe chở dòng hắc á, dòng hắc hay là nhựa đường á. Đây là trồng cây bông giấy lên. Né không kịp. Và trước mặt mình là cầu Bà Tượng. Cầu lớn ha, có cái đường dẫn cũng cao lắm. Ghê luôn. Bên kia có cánh đồng. Xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Và có bảng chỉ đường nè, chúng ta sẽ chạy lại coi thử. Đi thẳng đến cảng Tân Tập 16 cây, quẹo trái Rạch Kiến, quẹo phải Tân Lân. Mình vẫn sẽ tiếp tục đi thẳng. Đang đi lên cầu Rạch Đào. Rồi, từ từ, bình tĩnh. Có cột mốc để là Tân Tập cỡ chừng như mấy cây nữa đó. Đúng rồi, 16 cây. Chợ Đào là một cây nữa, quẹo phải nè.
bên trái là cũng có đường đi luôn, là vô đường nhỏ. Cổng chào có ấp văn hóa, cầu làng. Đây làm nhiều màu sắc quá, chắc là khu vui chơi thiếu nhi. Thế mình thấy là những cái con đường này chắc là được phóng xuyên qua ruộng để mở được những tuyến đường mới để nối liền những xã huyện ở Long An với nhau. Mình đang lên cầu Nha Ram. Tân tập 15 cây. 15 cây thì đường này đi nhanh, chúng ta đâu có nhiều xe đâu, chạy cũng thoải mái nữa. Bên tay trái mình có nhà nuôi yến, thấy có hệ thống loa phát để dụ chim yến luôn. Quốc lộ 50 và phải rồi, không có bảng cho xe máy đi thẳng nha. Đi tiếp, đèn xanh rồi. Đèn xanh chợ dưới này, nhưng mà cái đoạn ngã ba này nằm tuốt trên đây luôn nè. Nãy giờ đi thì thấy là cũng có nhiều khu đất là được rào lại hết rồi. Những cái khu đó nghĩa là người ta rào lại để giữ đất, đất có chủ hết. Ồ, vô địa phận Cần Giuộc rồi nè, có bản thông báo. Rồi có bản chỉ dẫn luôn, để mình chạy lên chảnh coi. Ngã ba đường tỉnh 826 là quẹo trái, Tân Tập là quẹo phải. Rồi mình sẽ quẹo phải, vậy là vô đường tỉnh rồi, không có chạy đường đó nữa, đường đó đã hơn. Thì vô đây đường cũng không có nhỏ, nhưng mà nó sẽ đông xe hơn do vô khu đường tỉnh mà. Cần Đước quẹo trái nha, mới thấy cái bảng hướng dẫn xong. Giờ thì mình đi thẳng thôi. Qua đây đường lớn lại ta, chỉ có đoạn nãy nhỏ thôi nha. Nè, tốc độ giới hạn 80 hả? Ủa dữ vậy. Để bản tốc độ giới hạn 80, nhưng mà không có để là xe hơi hay là xe máy, nghĩa là cấm chung, giới hạn chung. Là xe máy cũng được chạy 80 á. Chỗ này người ta có làm cái chuẩn bị đám cưới nữa. Đoạn này mình nghĩ là cũng chắc mới mở luôn á,
thì vỉa hè là rất là rộng luôn à. Bên kia đường cũng có vỉa hè nữa, hai bên vỉa hè làm rộng vậy nè. Khi cần thiết á, là người ta có thể cắt cái vỉa hè ra để mở rộng đường được. Mà đường này là cũng rộng rồi. Để mình coi địa chỉ chúng ta đi tới đâu rồi. Tại mình đang ở xã Long An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Để coi lại thêm lần nữa cho chắc. Huyện Cần Giuộc, rồi, thấy không? Huyện Cần Giuộc chứ không phải huyện Cần Đước. Lộn rồi. Xã này tên là xã Long An luôn nha. Giống như tên của tỉnh luôn vậy đó. Căng nhờ, căng nhờ, có đèn nữa. Cái cầu này thì cũng không lớn lắm, đây là cầu Phú Bộ. Gió ghê ta, gió ghê lắm luôn á. Sông lớn luôn nè, đã không? Nhìn bên trái tuyệt vời luôn. Rồi, mát ghê luôn á. Đã quá đã luôn. Đường cong nguy hiểm. Đúng là cong thiệt luôn á. Vừa xuống cầu. Đường tỉnh 830. Rồi coi lại ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc. Đây là đường tỉnh 830. Ủa sao qua ấp Chánh Nhất rồi? Qua địa phận của ấp khác rồi. Ấp Chánh Nhất, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đông Thạnh, xã Đông Thanh, Đông Thạnh chứ, Đông Thạnh đúng rồi, xã Đông Thạnh. Giờ là qua là xã khác tiếp. Đây là đường 630 hả? Không phải 830, 630.
đó là những cái địa chỉ của người dân người ta ghi ở đây là không có ghi chính xác lắm. Mình chỉ thấy là từ xuất hiện nhiều là từ ấp gì đó, rồi ấp rồi huyện, rồi ấp xã huyện gì này nọ thôi. Tiếp tục. Đường này chạy đảo quá, tuyến đường này đi vô cùng thoải mái luôn á. Bên trái mình là trường trung học phổ thông Đông Thạnh. Rồi vô tới đây thì nhà dân người ta ở hai bên đường nhiều rồi. Mình đã đi vô địa phận của ấp Tân Thành. Ấp Tân Thành vậy là xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc. Lại có thêm một rạp cưới nữa nè. Quá chừng luôn. Cảng quốc tế Long An đi thẳng. Cảng ở đây là cảng cảng sông á, bến cảng á, đúng rồi, bến cảng. Bên trái có đạp cưới nữa. Tân Đông. Học sinh. Khu này làm giống như quảng trường vậy đó. Chạy xuống đây thì đường nó không được láng xíu, nó hơi rung, nhưng mà vẫn còn đèn đường.
rồi thấy cảng rồi kìa, thấy những cái chỗ mà đó đó là mấy cái cần cẩu mà bốc dỡ container. Mới hết. Cảng Long An đi thẳng. Đã tới ấp Tân Hòa, tỉnh lộ 830, 830 chứ không phải 630 đâu, 830 nha. Rồi hướng quẹo trái đó hình như là đi vô cảng á, có cái cầu á để chạy thẳng vô trong cảng á. Rồi có hai đường, bên trái là cầu Rạch Vọt và không có đi đường đó được, cái đó một chiều. Vậy là cũng cầu này thôi, cầu Rạch Vọt mới. Nghĩa là bây giờ chiều đi vô á, thì sẽ đi đường này, còn đi ra thì đi cái cầu cũ. Ở đây chúng ta thể nhìn thấy được một phần cảng rồi nè. Có đầm nuôi tôm nữa. Thấy cái cổng chào vô cảng rồi kìa, ở ngay đó. Tới đoạn này thì nhà dân là chỉ còn ở bên tay phải mình thôi. Quốc tế luôn nha. À, có đường quẹo vô nè. Rồi ra đây cái gió nó có mang hơi chút lạnh lạnh nữa. Có đường quẹo vô đi vô cảng luôn nè. À, nhưng mà mình đi thẳng. Chúng ta đâu có làm gì đâu, vô cảng. Ở bên kia có mấy cái bồn xăng dầu quá. Đây là cảng dầu khí quốc tế. Rồi và tới đây mình sẽ tới bến phà Cần Giờ, Cần Giuộc.